tuần được bác. Hôm nay bắt đầu mới rảnh rỗi mới test thử chất âm của những sản phẩm cục đẩy công suất bên em đã có nhá. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác là hệ thống này. Hệ thống này là cho bác em đây. Cục này để trang trí nhá, cái này cũng để trang trí nhá. Đấy. Công suất đánh trầm là sử dụng con mâm tơ block này. Còn cục T-Max này là đánh na dây. Dây thì chưa về nhưng tôi sắm trước cái này đã. Đấy. Và một con crossover hay con toner của JBL260 hàng xịn nhá, cao cấp nhá. Một chiếc vang số, nhưng bác có khi không lấy vang số, nhưng vang số đắp tạm vào đây đã. Bác dùng vang cơ và mixer. Mixer thì em sẽ dùng Yamaha có rẻ tiền thôi. Một con compressor để nén và xử lý tiếng mic cho nó thanh thoát hơn tí. Cục nguồn, còn hai cái này không có đâu nhé. Khoang chứa mixer để làm này thôi. Bây giờ sẽ cho âm lượng lớn lớn thì các bác cùng nghe thử nhé. Xem chất lượng âm thanh của nó như nào, các bác cùng nghe nhé. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Để giờ đây hai ta phải cố đau. Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần. Đang dùng là đồng trục này. Sang bài nhạc khác nhé, sang cái bài nhạc trẻ đi, nhạc trẻ đi cho nó sôi động tí, đúng không? Các bạn nghe tiếng súp đánh không? Đứng đây nghe êm lắm, tiếng súp đánh rất là êm nhá. Volume là 100 là đánh to lắm. Test luôn đẩy. Mình sẽ test luôn đẩy của nó. Con này 1000W một kênh nhá. Kinh nhỉ. Thank you.
thì bây giờ em sẽ test nốt con theme này nhá. Con này hôm trước cho bác mang về đánh thử rồi. À, không biết là bác nghe nào, nói chung là hôm mang về đánh thử em chỉ sợ là mất điện thôi, đấy khỏe, đánh căng. Con này chuyên đánh súp. Đấy. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối lên dây lên trên này để đánh con này cho bác nghe thử nhá. Xem là con đánh súp căng không, nhiều các bác chê quá. Đây, bây giờ em sẽ test con đẩy theme này nhá. Đọc tên nó sai. Đấy. Được chưa? Đọc sai tên được chưa? Súp này. Ok chưa? Phun theo không kịp luôn. Thế thôi nhé, tầm này thì bạn không được to lắm đâu, to mà để đâu một cái là hàng xóm chân chân ngay. Tầm này cũng hơn 5 giờ rồi, hơn 5 giờ chiều rồi. Nói chung là các bác chơi con này hợp lý. Đấy, các bác nào thích con này thì liên hệ em nhé, có hàng rồi nhé. Thì bác ông bác em là xem đấy con Monster Block này để đánh súp đánh con Ebo. Đấy. Con này thì 38 cân, con này có 35 cân thôi. Nó trùng chất. Xem là máy nó nóng chưa. Chưa biết nóng là gì cơ. Còn chưa biết nóng là gì cơ các bạn. Sờ cạnh đây còn chả thấy nóng là gì. Không biết nóng là gì. Chứng tỏ con đẩy này khỏe. Đây, clip ngày hôm nay thì em sẽ test 3 chiếc đẩy nha. Con Timex này, con Monster Block này và con Steam này. Đấy, các bác nào quan tâm đến con sản phẩm nào thì hệ trực tiếp nha. Timex thì có một con duy nhất thì ưu tiên ông bác người nàng. Lần trước là bị hớ vì đôi A-Zay này bác ra chậm quá rồi. Còn Monster Block thì có 2 chiếc, các bác nào cần thì vẫn có hàng để cho các bác được nhận. Monster Block này vẫn có. Coz DB được có 1 con này thì có vài con. Còn Confessor này thì không còn, có đúng một con duy nhất. Không biết ông bác lấy thì để lại cho ông bác, còn ông bác không lấy thì càng tốt để chơi. Cục nguồn thì chắc chắn sẽ lấy, còn hai sản phẩm này thì là sở hộ. Con này sở hộ, con này là mượn để test beam 230, 260 plus. V3 còn một chiếc nhá, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. Đấy. Hôm nay test thì thế thôi. Thì nhà em cũng nói thật các bác này chỉ còn 1, 2, 3, 4, 4 con đẩy. Công nhận con này đánh súp khỏe thật, căng thật. Con này đánh súp căng thật các bác ạ. Đúng là cái loại đời hay nguồn nó khác, nó vẫn là một cái đẳng cấp mới. Đánh nó căng, khỏe. Đúng chất cái kiểu máy cao cấp khỏe, tiếng nực. Nghe sướng lắm. Ok nha, ten đến đây thôi nha. Ten nữa thì hàng xóm người chơi ném đá vỡ mặt đấy.
Nói chung là tầm này em không test được lâu đâu, em chỉ test một tí thôi. Đấy. N, G, L, E. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé, 17 triệu một cặp. Đấy, giá tại cửa hàng. Mà đánh cho cái loại là cái loa này hay không đuổi kịp luôn, đuổi không kịp luôn. Kinh thật. Đánh con đáy dưới thì nghe nó vừa tầm. Nhưng chuyển lên trên con này đánh những con loa này đuổi không kịp luôn. Đấy. Công nhận ác thật. Giúp với anh Vận thì coi như gần hết công suất rồi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để biết thêm thông tin về sản phẩm nha. Rất nhiều hàng chất, hàng cực kỳ chất lượng, hàng cực kỳ là cao cấp đang chờ đón các bác để săn đón và tìm mua. Các bác có nhu cầu nâng cấp hệ thống âm thanh live show thực hiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ hoặc là nâng cấp hệ thống âm thanh karaoke gia đình thì cũng thể liên hệ trực tiếp với em, bên em có đầy đủ hết hàng gia đình, hàng sự kiện, đầy đủ hết, có hết nha. Nhưng mà có cái hàng gia đình thì em không đăng nhiều luôn, đăng nhiều nhờ anh em ghét lắm. Hàng sự kiện này thì có rất nhiều. Sắp tới thì về được nhiều hàng chất lắm, nhưng mà cứ phải từ từ đã. Đấy, tầm này là đặt hàng rồi nhưng chưa hàng về, đang chờ bên Trung Quốc gửi hàng về. Biên nó đang tắc nên là không có hàng nữa. Đấy, xin kính chào toàn thể các bác nha.